offside rồi. Liệt vị ấy. Không thể lấy bám sang chân đội bọn được. Đội bọn đang chơi với sơ đồ là gì đó mình quên mất tiêu. Tuy nhiên đây là một đội hình full hiện tại nha anh em, khá là nguy hiểm luôn. Tuy nhiên vừa rồi không có bàn thắng cho đội bọn cơ. Một tình huống có thể nói là rất là nguy hiểm luôn. Tuy nhiên đội bọn đang thân đỏ quên đi. Pha bóc bóng lên cho mình này. Bóng lại thuộc về đội bọn rồi. Hay thế nhờ. Wow. Pha này kiểu như quá đẳng cấp anh em. Đây. Pha bóng hay thế nhờ. Pha bấm bóng có thể nói là điểm ra rất là chính xác luôn. Và pha điểm bóng thì đó là rất là dễ dàng để đánh bại Kepa trong pha bóng vừa rồi anh em. Không thành công và chúng ta sẽ đánh với một pha phát bóng lên cho đội bọn. Mấy pha bấm hồi nãy đẹp thế nhờ. Ok thì tất cả những bàn thắng mà anh em muốn xem lại thì ở cuối clip nha. Ở đó thì mình sẽ cho anh em xem lại toàn bộ những bàn thắng cũng như là những cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu. Vì đây là một trận đấu online cho nên nếu như mình cho anh em xem thì đội bọn sẽ bấm thì cũng như không. Đấy, một tình huống nguy hiểm tiếp theo dành cho đội bọn này. Bóng vẫn đo thuộc về các cầu thủ huyền thoại anh em ơi. Ligen. Bóng thuộc về mình rồi. Phản công này. Hai thế nhờ. Mane. Beckham. Đó chính là Beckham. Một điều. Và đi bóng được chuyền lúc nãy là có ơi cho Mane nhờ. Được chuyền cực kỳ hay luôn cơ. Được chuyền đã đánh bại hoàn toàn thủ đội bọn. Và sau khi bứt tốc thì Mane đã có một đường chuyền dọn cổ vào cho Beckham. Nhiệm vụ còn lại là chỉ là ghi bàn vào lưới thôi. Quá dễ dọn cho một pha bóng dọn step khó là đẳng cấp của mình. Đấy, tự khen chút nhờ. Giờ này thì mình cũng khó là làm biến ra video anh em ơi. Kiểu như hả? Sói. Nói chung là tuy nhiên ở thời gian tiếp theo thì mình sẽ cố gắng thực hiện cho anh em nha. Aguero. Và biểu diễn kỹ thuật không đúng nơi anh em. Không được nhờ. Khó là đáng tiếc cho pha bóng vừa rồi. Bóng vẫn đang trong chân cầu thủ hiện tại này. À thế nhờ. Tuy nhiên bóng đã thuộc về mình rồi. Kepa. Kepa này cũng thuộc dọn là một huấn luyện viên đó anh em ơi. Anh em nhớ rằng Chelsea đó với Manchester City không nhờ. Thì khi gì đó mà anh huấn luyện viên anh biểu Kepa ra sân nó méo thèm ra sân. Ok, chúng ta sẽ đến quay trở lại với trận đấu không nói nhóm nữa nhờ. Bóng vẫn đang thuộc về mình này. Được chuyển về đây là Kepa. Wow. Rất may là đã có lỗi tiếng từ đội bọn, nếu không qua đó hay cóm á, đừng đùa. Thì mấy trận trở lại đây mình thua liên tục luôn ấy. Chóng thật. Anh em có thể thấy ở đầu video thì điểm mình là bao nhiêu nhờ. Đấy, anh em thể nhìn thấy từ cái điểm đó mà anh em suy ra là mình đã thua nhiều đến mức nào. Wow, khó tin thế nhờ. Một pha Messi làm đến từ đội bọn và Mane là người đã trừng phạt đội bọn. Thì đây là một đội hình có thể gọi là đội hình 2 của mình anh em ơi. Và đây là những cầu thủ mà hợp đồng của những cầu thủ này khá là nhiều luôn cơ, do mình ấn khá là nhiều. Tuy nhiên qua bảng bet 20 thì nó sẽ reset lại nên mình đoán cho hết hợp đồng nha, chứ bỏ phí quá. Tốn biết bao nhiêu GB để do họ mà không đoán thì uổng lắm cơ. Bóng vẫn đoan trong chân của mình này. Một đường chuyền cho đội bọn cơ.
chết này, pha này ngố à. Chỉ vào Aguero. Ba bàn thắng cho mình. Một trận đấu thì mình gọi là một trận đấu ngược vào ngọn ngục nhỉ. Là bọn khó tin cho trận đấu này. Phút thứ 36 rồi. Và khả năng mà đội bọn lật ngược lợi thế cờ thì hơi bị khó đấy. Và thậm chí là có thể thua nữa cơ, chứ đừng có nói là lật ngược thế cờ. Cảm giác như đội bọn đang vả trận thế nhỉ. Ồ, hai thế nha. Tuy nhiên đường chuyền ngay sau đó thì Aguero đã không còn quá nhiều thế lực nữa cơ. Cú đúc cho Aguero quá nhẹ nhàng. Đội bọn vả trận thật rồi. Qua đó thì mình đón đợi ý đồ của đội bọn, tuy nhiên lại đúng anh em nhỉ. Đúng thật là khó tin mà. 4-1 cho mình. Và đấy lúc này thì mình khẳng định một câu cho anh em, đó chính là mình sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Chắc chắn là chiến thắng này.